cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. FBI phát cảnh báo đỏ, tội phạm di cư của Biden rất có thể sẽ tấn công khủng bố nước Mỹ. Cảnh sát trưởng ở California mệt mỏi với chính sách cực tả, lên tiếng ủng hộ ông Trump. Chính bang đầu tiên tại Mỹ phê chuẩn thiến vật lý với tội phạm ấu dâm. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngay sau khi trở thành tổng thống bất hợp pháp nhờ gian lận, Joe Biden đã đảo ngược hàng loạt chính sách về biên giới của tổng thống Trump, khiến tình trạng khủng hoảng biên giới trở nên báo động. Theo ước tính của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, trong gần 4 năm qua, từ khi Joe Biden làm tổng thống, đã có khoảng 20 triệu người vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ. Trong đó có khoảng hơn 4 triệu người là tội phạm và 150.000 là tội phạm cực kỳ nguy hiểm cấp S, tức là những kẻ khủng bố cựu tổng thống trump cùng các quan chức lưỡng đảng đã liên tục lên tiếng cảnh báo về chính sách tệ hại của biden là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hỗn loạn tại biên giới hiện nay đến độ các thống đốc đảng cộng hòa đã phải cùng nhau tuyên bố chống lệnh joe biden để ngăn chặn người nhập cư trái phép vào bang của mình khi mọi chuyện bị vạch trần cùng với đó là sự phản đối quá quyết liệt từ đảng cộng hòa cụ biden nhà ta mới đưa ra một số biện pháp thời cựu tổng thống trump để cải thiện tình hình biên giới nhưng giờ đây mọi chuyện đã quá trễ trong số những quan chức lưỡng đảng phẫn độ có thượng nghị sĩ marco rubio ông đã chỉ trích hành động của tổng thống biden là vô cùng muộn màng và không thể thay đổi cuộc khủng hoảng hiện tại hành động này của biden và đám thuộc hạ chỉ là một phiên bản copy kém chất lượng của các chính sách trước đây của tổng thống trump và nếu tổng thống trump là người ban hành lệnh hành pháp tương tự thì bọn côn đồ cánh tả sẽ gọi ông là phân biệt chủng tộc và kỳ thị người ngoại quốc trong khi chính bọn chúng mới là kẻ phân biệt và đối xử bất công với donald trump tồi tệ hơn. FBI gần đây đã cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố có tổ chức tương tự như ISIS tại Hoa Kỳ, khi đám tội phạm nhập cư của Joe Biden không có dấu hiệu suy giảm. Thượng nghị sĩ Rubio nhấn mạnh, có lý do để tin rằng có những cá nhân đã vào Hoa Kỳ với mục đích thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Ông cũng cho rằng có một số lượng lớn các thành viên băng đảng nguy hiểm từ Venezuela đã được chính quyền Biden cho phép xâm nhập vào Hoa Kỳ gây ra tình trạng bạo lực tại các thành phố như New York và Chicago. Theo thông tin từ Tòa Bạch Ốc, hành động mới sẽ tạm thời đình chỉ các yêu cầu tị nạn nếu số lượng người di cư vượt biên bất hợp pháp vượt quá 2.500 người mỗi ngày trong vòng 7 ngày liên tiếp. Trong 4 giờ kể từ khi ban hành lệnh, đã có 5.200 người di cư qua biên giới và trung bình hơn 5.000 người đi qua biên giới mỗi ngày trong tuần qua, với đỉnh điểm lên đến 8.000-9.000 người trong một ngày hành động mới của chính quyền biden không đủ để giải quyết tận gốc vấn đề di cư bất hợp pháp đây không khác gì hành động xử lý cho xong chuyện đến từ cụ biden và đám tay sai của ông ta cả hơn nữa cả hoa kỳ giờ đây đang đứng trước nguy cơ xảy ra khủng bố trong nước khiến lòng dân đã bất an nay càng thêm lo lắng sự chỉ trích từ các chính trị gia và mối quan ngại về an ninh quốc gia càng làm rõ thêm sự lãnh đạo và đường lối yếu kém của chính quyền đương nhiệm thưa quý vị thân mến một cảnh sát trưởng của một quận ở tiểu bang California đã công khai tuyên bố rằng ông đã chán ngán với việc các nhà lập pháp và các quan chức được dân bầu đã làm ngơ trước pháp luật, vì vậy ông sẽ ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Cảnh sát trưởng quận Riverside, Chad Bianco, đã đăng một đoạn video về quan điểm trên trang Instagram cá nhân của ông. Trong video, ông mặc đồng phục cảnh sát trưởng, ông thẳng thừng tuyên bố rằng các chính sách hiện hành của California Khiến công việc thực thi pháp luật trở nên rất khó khăn, đồng thời châm biếm các chính trị gia đã miễn trách nhiệm cho tội phạm, thậm chí cho phép tội phạm được hưởng ưu đãi. Trong 30 năm qua, tôi đã làm mọi thứ có thể để giữ an toàn cho cộng đồng của chúng ta, bắt giữ tội phạm, bỏ tù chúng, ngăn chúng tiếp cận cộng đồng của chúng ta. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, tôi luôn phê phán chính sách giảm tiền phạt, trả tự do sớm cho các tù nhân và đóng cửa nhà tù của thống đốc bang California tôi đã chỉ trích cơ quan lập pháp tiểu bang của chúng tôi vì đã thông qua các luật khiến việc bỏ tù tội phạm trở nên khó khăn hơn họ đã thay đổi luật để cho tù nhân ra tù sớm và tôi đã chỉ trích tổng trưởng lý của chúng ta ông ấy dường như không quan tâm đến tội phạm điều này thật sự khiến cơ quan thực thi pháp luật rơi vào tình thế đáng hổ thẹn thống đốc và cơ quan lập pháp của chúng ta có cái nhìn thương hại đối với tội phạm dựa trên niềm tin rằng tội phạm không cần phải chịu trách nhiệm về tội ác của họ họ là nạn nhân của xã hội ông bianco nói với giọng châm biếm khi tội phạm được tôn vinh như những nạn nhân thì tất cả là lỗi của công chúng lỗi của xã hội lỗi của doanh nghiệp lỗi của chúng ta lỗi của cảnh sát thậm chí có thể là lỗi của tôi ông bianco tiếp tục nói trong video rõ ràng nếu bạn tin vào lý luận của thống đốc thì các cơ quan thực thi pháp luật đã trở thành những người phân biệt chủng tộc có hệ thống nếu bạn tin vào cơ quan lập pháp của chúng ta thì luật pháp của chúng ta cũng là sự phân biệt chủng tộc có hệ thống hệ thống tư pháp của chúng ta cũng là sự phân biệt chủng tộc có hệ thống tất cả những người ngồi tù này đều là do sự thiên kiến của cơ quan thực thi pháp luật và các công tố viên vì vậy họ các nhà lập pháp đã thả tội phạm ra khỏi tù cho họ thức ăn cho họ nhà ở cho họ tiền cho họ ma túy và rượu thành thật mà đói tôi thật sự mệt mỏi với điều đó Ông Bianco dùng sự mỉa mai để chỉ trích các quan chức thiên tả đã lợi dụng cái gọi là hệ thống tư pháp và các cơ quan thực thi pháp luật có sự phân biệt chủng tộc, làm cái cớ để thả sớm một số lượng lớn tội phạm và thông qua nhiều luật quan dung với tội phạm. Trong đợt dịch năm 2020, thống đốc Gavin Newsom đã thả khoảng 10.000 tù nhân của bang chỉ trong hơn 4 tháng với lý do giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong các trại tù. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2021, không hề báo trước ông Newsom tuyên bố 76.000 tù nhân sẽ được trả tự do sớm, bao gồm các tù nhân bạo lực, tội phạm nghiêm trọng và tù nhân án chung thân. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tình hình an ninh hiện nay ở California đã chuyển sang màu đỏ, khiến người dân và các doanh nghiệp rất khốn đốn. Ông Bianco đã nửa đùa nửa thật rằng ông không còn chống lại xu thế nữa. Tôi nghĩ tôi phải chuyển sang đội khác rồi. Tôi cho rằng bây giờ không phải là lúc để thả họ ra khỏi tù và cung cấp cho họ các chất như rượu, ma túy mà đúng ra là đến lúc chúng ta nên đưa tội phạm nghiêm trọng vào Nhà Trắng. Tội phạm nghiêm trọng mà ông Bianco gọi đó là ông Trump. Ngày 30 tháng 5, Bộ Thẩm đoàn ở New York đã tuyên bố ông Trump có tội trong một phiên tòa gây tranh cãi, khiến ông Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên bị kết tội trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông Trump đã kiên quyết không nhận tội và bác bỏ phiên tòa là bị thao túng và cực kỳ không công bằng nhằm mục đích ngăn cản ông trở lại Nhà Trắng. Sau phán quyết này, ông Bianco đã công bố đoạn video nói trên vào ngày 1 tháng 6 và công khai kêu gọi công chúng ủng hộ ông Trump giành lại Nhà Trắng. Trump 2024, chúng ta hãy cứu đất nước này và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy việc kết tội ông Trump không ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 của ông ấy. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết họ đã huy động được gần 53 triệu USD chỉ trong 24 giờ sau khi bồi thẩm đoàn ở Manhattan kết luận ông Trump phạm tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, nhiều tỷ phú cũng đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump. Thưa quý vị, chính bang của Mỹ đã cho phép áp dụng thiến hóa học tội phạm tình dục, nhưng Louisiana sẽ trở thành bang đầu tiên phê chuẩn thiến vật lý bắt buộc tội phạm tình dục ấu dâm. Các thẩm phán Louisiana sắp tới có thể ra lệnh thiến vật lý với những người bị kết án tội phạm tình dục đối với trẻ em dưới 13 tuổi, theo đạo luật được thông qua hôm 3 tháng 6 khi thống đốc Jeff Landry ký thành luật, đây sẽ là ban đầu tiên của nước Mỹ áp dụng hình phạt nghiêm khắc này. Hiện có 2.224 người bị bỏ tù ở Louisiana vì tội phạm tình dục đối với trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu thành luật, nó sẽ áp dụng cho những người đã kết án tội phạm xảy ra vào hoặc sau ngày 1 tháng 8, khi luật bắt đầu có hiệu lực. Thượng nghị sĩ bang Richard Barrow, là tác giả của đạo luật, cho biết đây sẽ là một bước bổ sung trong hình phạt với những tội ác khủng khiếp bà hy vọng luật pháp sẽ đóng vai trò ngăn chặn, chứ không phải trừng phạt. Chúng ta đang nói về nạn nhân là những đứa trẻ, điều đó không thể tha thứ được, bà phát biểu. Nếu bị cáo không xuất hiện hoặc từ chối phẫu thuật thiến vật lý sau khi thẩm phán ra lệnh thực hiện thủ thuật, họ có thể bị buộc tội chống thi hành án và phạt thêm 3-5 năm tù. Luật thiến bằng hóa chất hiện hành của Louisiana có hiệu lực từ năm 2008, nhưng các quan chức cho biết từ năm 2010 đến 2019, họ chỉ tìm thấy một hoặc hai vụ án dùng biện pháp trừng phạt này. Một số nhà lập pháp Louisiana đã đặt câu hỏi, liệu hình phạt có quá khắc nghiệt? Bà ba Regina Barrow trả lời, đối với tôi, khi nghĩ về một đứa trẻ, một lần là quá nhiều. Thống kê cho thấy, mỗi năm nước Mỹ có 65.000 vụ lạm dụng tình dục trẻ em được báo cáo, với 20% nạn nhân là trẻ dưới 8 tuổi. Hiện có khoảng 145.000 người lớn bị giam giữ vì tội phạm tình dục liên quan đến trẻ em và hơn nửa triệu người có án tích, được tự do và đang bị quản chế. Năm 2023, Time Magazine và Đại học Y tế Công cộng John Hawking Bloomberg lần đầu tiên thống kê số tiền mà người nộp thuế ở Mỹ chi ra để giam giữ những tù nhân ấu dâm mỗi năm lên tới 5,4 tỷ USD. Tội phạm này ở Mỹ tùy mức nghiêm trọng có thể phạt tù tới chung thân kèm phạt bổ sung, thiến hóa học. Hiện chỉ chính bang áp dụng thiến hóa học gồm California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas và Wisconsin. Thiến hóa học là việc sử dụng thuốc để ức chế hóc môn và làm giảm ham muốn tình dục, thường có thể hồi phục bằng cách ngừng thuốc. Thiến phẫu thuật là một thủ tục vĩnh viễn, cắt bỏ buồn trứng hoặc hai tinh hoàng. Hiện có rất ít quốc gia thông qua luật thiến vật lý, cụ thể là Sizes, Nigeria và Madagascar.